Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với God of War nha các bạn. Bữa trước là mình leo lên cái tàu, lọt vào cái vòng xoáy và kết quả là lũi vô đây. Mà cái phần trước cái cutscene của mình nó bị lỗi rồi các bạn thông cảm. Cho nên mình cũng không có biết được là tình tiết như thế nào. Nhưng mà không sao. Để coi lặn thử coi. Ui lặn được. Từ từ. Con mẹ nó, để tôi ngồi lên coi. Mấy bác có giấu đồ không? Không có thôi. Ok, có một con đường màu à. Chết mẹ. Từ từ, cái gì đây? Lord Poseidon, God of the Sea. Nói chung là cái thành phố Atlantis này chìm hẳn dưới nước các bạn. Từ từ. Bên này có gì không? Ui, hay thế. Xuống đây tha hồ mà lượm đồ nè. Ui, ngon. Các bạn thông cảm, dưới nước cho nên hơi khó thao tác. Đây còn từ từ. 10.000. 17.500 các bạn. Thôi, ngồi lên thôi. Mình sẽ nâng cái cây Blade of Chaos này luôn. Mình đang là thần chiến tranh mà. Bơi thoải mái. Ít quá. Ngồi lên từ từ thôi. Người dân. Không giết người nữa. Chạy. Ồ, bị gì á? À, nước có điện. Trong nước có điện các bạn ạ. Đủ rồi. Là một tam giác. U cái kiếm này, cái đao nó vàng là một tam giác. À rồi, biết rồi. Là một tam giác. U cái đao rồi các bạn. Nó lên vàng rồi đó. Ôi. Yeah.
Vô cái mặt à. Từ chỗ này là chỗ mình đi tới nè. Mấy bên mình nhiễm điện hết rồi. Cái đao nó vàng kìa. Đỡ nè. Mẹ. Nó bị khuất camera các bạn. Giật. Chết rồi. Mày để Atlantis. Thì đánh được. Ui. Từ từ. Ở đây là đường đi nè. Lấy máu đi. Lông chim. Đập cho mày chết luôn. Rồi, đây hết rồi. Ui, người dân kìa. Thế mình cũng góp phần trong việc giết mấy này chứ. Mấy cái này hơi ít. Mà cái đao mình up full rồi cho nên ui. Tệ. Đây hết đồ, ngồi vậy thôi. Ui. Cẩn thận. Lũng nè. Má ơi, điện không các bạn. Quay họ cũng chết nữa.
canh cái lúc mà nó chọi tới á. Đỡ nè. Cũng có cửa đi. Đi đây có đường xuống luôn nè. Là mình đi lên đi trước thử coi. Ensign Atlantic. Đây là cái thành phố Atlantic nè. Chưa vô được. Nó có cái năng lượng gì á. Tập trước là mình đi ở ngoài rìa cái xoáy này nè. Đó mà bước vô đây một cái là banh chành đó. Ngọc nâng cấp rồi. Vô đây kiếm ai đây? U Athena. Bây giờ không. No good will come of this journey. The gods. I am done with the gods. Return to our medicine. Còn Athena nó nói là không phải. Bây giờ quay lại và còn kịp. Từ bỏ cái việc cứu thằng em đi. Forgive me. You were there. Why? Nó nhìn là biết Athena rồi. Why didn't you help him? I was there for you, Kratos. Ta ở đó vì anh Kratos à. You should have saved him. Anh phải được an toàn. I should have saved him. There is more to this than you could possibly know, Kratos. Lies and riddles. That's all you give me, Athena. I will save my brother. Tôi sẽ cứu em mình. Ba. Stay out of my way. Phải tránh đường. Nhìn là biết Athena đi theo cái thằng Ares cái lúc mà bắt cái thằng Deadmod đi rồi. Nhìn là biết. Còn phải đặt không biết mà là bà đó, bất ngờ. Không mà mình nghĩ tới cái lúc đó Kratos nhỏ, Kratos còn nhỏ quá. Thì set game rồi. Rồi ra đây thế nào cũng có quái đánh rồi. Ồ, cutscene. Gì vậy? Mấy con này như nó khó hơn. Yeah.
cái nữa. Muốn thoát khỏi cái Atlantis này. Ok. Giết mày này lấy ngọc đỏ. Ui. Xin cái gear automatic gear. Mình tới mình mở gì ta, hay là quay lại cái đại hồi nãy. Ồ, chơi chỗ mới nè.
Còn 3 cái nữa. Poseidon. Giờ quan trọng là đi đâu nè. Giờ đi ngược lại nè. Khó quá. Mấy chỗ này là nó chặn hết rồi. Lửa. Nó quýnh nhau luôn rồi. Mày đánh nhau đi. Nó quýnh mình được xà dặn sát luôn. Nó ở gần ui nâng cấp nhẹ nhẹ cái gì đó thôi 325 đây là nâng cấp trưởng ta lỡ là nâng cấp trưởng. Nâng cấp gì đây? Nâng cấp trưởng đi. Mình thấy cái trưởng điện này hay hơn. Cái này chắc maximum luôn rồi. Bắp ho nữa. Mắc luôn rồi. Từ tí có quái nữa mình chơi chiêu cho các bạn coi. Chạy, chạy khiển mà về với Ares à, cái gì Hades quên chỗ này có cái rương mà tại sao mình không thấy ta. Ủa, nó còn lên được nữa là không tất cả chỉ là sự lừa dối thôi các bạn. Someone help me. Ai kêu vậy? À, cái thằng quỷ này. Chết mẹ ơi, mình phải kiếm được khác rồi. You are the cause of all of this. What are you doing? No!
Mấy thằng tay bắn nó đánh vuông thấy nó khỏe hơn nhiều quá mày. Mày hả mày? Mày gì hả con? Chết mẹ chết bà mày. Giờ sao? À giờ mình đi ngược lại. À, khó vậy à. Cái này vẫn còn điện thôi. Cái nghe điện sẽ sạc đã không? Còn đi tới được, còn đi tới được. Thấy bà mày đi. Automatic gear nữa. Rồi đầy hết rồi. Tí nữa mình có quái mình sẽ tự kill các bạn xem. Có thể có tap O nữa, có thêm tap tap nút O nữa. Cái nữa ừ, mở hai cái lõi năng lượng luôn mà. Dưới này mình thấy có một cái rương, hai cái rương luôn, ngon. Rung dữ ta. Cái tay cầm của mình đang rung vãi rồi các bạn. Về đâu? Ghê, còn con đường một à. Đường hầm vô định. Thật sự luôn á, nhiều game mình rất là ghét cái level dưới nước như vậy. Chơi bản. Chết mẹ. Từ từ thôi. Quay. Ừ, hay quá bạn ơi. Tao ba lần chết các bạn. Chết mẹ.
vọng rồi. Ôi, để trò vô đó thấy mẹ luôn á. Cái này nhiều cạm bẫy quá, nhiều cơ quan quá. Hết đồ, ngồi lên thôi. Mẹ đứng sẵn rồi. Má chó. Tao thấy mày đừng chó à. Ở đây. Nó rảnh thiệt. Mà nãy phóng mấy cái nữa. Đọc. Khổ. Kỳ vậy. Kỳ vậy. Mình tưởng nó cái đó nó ra cái đồ cho mình chứ. Mình tưởng ra lông chim chứ. Con này dễ rồi. Đó, con mấy quỷ đứng kìa. Ui, hai thằng luôn. Teleport các bạn ạ. Cái lần đập của nó có teleport nữa. Mày hả con? Nào đập đi. Đó, biết nghĩ mình. Chết mẹ hộp ơi. Nó lâu vắng luôn. Lao à. Thôi lần thôi. Dạ. Ồ, này được á.
được các bạn. Ui hoành tráng đấy. Rồi con đường thẳng tắp luôn. Ok, chắc hôm nay mình cho tới đây thôi nha các bạn. Nãy giờ né mỏi tay vậy. Chào các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để cho mình một like và subscribe nha các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.